bón cho một chiếc xe cứu thương. Có nhỏ không? Có. Rồi, xe cứu thương hả? Đưa coi thử. Xe cứu thương làm gì? Xe cứu thương để làm gì? Để cứu người. Ừ. Đâu? Bấm nhớ chạy. Xe cứu thương chạy được không? Nhưng mà nó ở cửa luôn. Mở nhọt xe cứu thương xem. À. Rồi, bón cho một chiếc xe cứu hỏa. Không, thêm một chiếc xe cứu thương nữa. À, bón cho một chiếc xe cứu thương nữa, có nhọt không? Không, không chạy thôi. Bón cho một chiếc xe cứu hỏa đi. Có nhọt không? Không. Chạy thôi hả? Bón một chiếc xe cảo có không? Hai là chiếc xe cứu hỏa nữa. Chạy đi, bấm nhọt đi. Còn chiếc xe cứu hỏa nào nữa không? Xe cứu hỏa này để làm gì? Để làm gì vậy? À, đưa người xuống à. Xe quá. Xe cần cẩu nữa. Rồi, còn xe này nữa. Nhìn xe quá, đậu vô bánh xe đi. Xe đây xe gì? Xe đồ. Xe đây xe gì? Xe kéo. Xe kéo. Xe nữa, xe đây xe gì? Xe mất đi cửa. Xe gì nữa? Xe mất đi cửa, xe ủi nữa. Xe ủi. Xe ủi chạy sao? Xe ủi. Còn xe gì nữa? Xe cần cảo. Ô, cảo được cái gì đó? Cảo được. Cảo được cái giá. Rồi, xe cần cảo chạy đi. Có nhọt không? Xe đây xe gì? Xe cần cảo thơm. Có thơm không? À, thơm. Rồi, xếp xe đi, thấy đi. Xếp lại, bón lại lần nữa. Xếp. Xếp vào bánh xe đi. Xe đó xe gì? Xe đó. Xe đây, xe gì? Xe này. Xe này xe gì? Đây đây, cứu hỏa cảnh sát. Xe cần cẩu. Vô. Xe đây xe gì? Xe vui. Xe đó xe gì? Xe cứu thương. Xe đó xe gì? Xe đồ. Xe đồ. Xe đồ đó hả? Xe đồ khá đẹp hè. Xe đó xe gì? Xe cần cảo à? À, xe cần cảo xếp vào. Kéo dài đâu đúng rồi. Ờ, à, cái cảo gì đó. Cảo cái giấy. Cái gì nó cũng cảo được hết đó rồi. Đẹp quá. Xếp tiếp còn những cái xe nào nữa? Quyên. Xe đó xe gì? Còn mấy chiếc? 1, 2, 3, 4 chiếc. Xếp vào bán tiếp. Bây giờ tới riêng bán cho chị Hai. Chị Hai tới mua xe. Chị không biết mua xe gì đâu. Không biết chọn xe gì. Cái xe Quy mới xếp là xe làm gì? 114 nè. Xe cứu hỏa nè. Còn mấy chiếc nữa? Xe đó xe gì? Xe cứu thương.
Mình cứ thường bấm nhọt nha nha. Cha nó chơi gì? Chơi cứ quả. Rồi Vin đếm xong, bây giờ Vin đếm bao nhiêu chiếc xe này? Ồ, dạ hả, Quyên thích nhất chiếc xe gì? Nhiều xe.